Ô mọi người nhìn cái thau dừa nước này, của dì này bán là quá trời ngon luôn mọi người. Quá trời ngon, quá trời đẹp. Lên mạng luôn. Nhìn xuất sắc luôn mọi người ơi. Quá trời ngon luôn ha. Mỗi ly dừa nước ở đây thì dì bán giá chỉ có 15 ngàn đồng thôi. iPhone tại Vĩnh Long đến ngay ufi.com, bảo hành mãi 12 tháng 1 đổi 1, bảo hành pin trọn đời. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình đổi món cho mọi người nghe. Mời mọi người đi ăn dừa nước với giá 15 ngàn đồng một ly chung với mình nha. Trên đoạn đường Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, sát bên chỗ cây xăng nè mọi người. Mình cũng đã được thưởng thức món dừa nước ở chỗ dì này làm rất ngon. Hello, hello. Chào dì, bán cho con một ly dừa nước. Lấy đá không? À, dạ lấy. À, khỏi lấy đá đi, khỏi lấy đá đi. Chị có thể cho mọi người được biết là dì bán dừa nước đây được lâu chưa? Ba mấy năm rồi con. Ba mươi mấy năm mà chỉ bán một món dừa nước thôi hả? À. Một. Hiện tại thì dì bán một ly dừa nước với giá bao nhiêu tiền? 15 ngàn. Dạ, rất là bình dân luôn mọi người. Mọi người xem á, ly dừa nước là coi như là đầy chung luôn nè. Ngoài ra thì con có thấy gì bán cái gì mũ chôm ha? À. Với bông cỏ hay gì? À. À, rồi. Thì hôm nay mình xin giới thiệu cho mọi người được biết nha. Chỗ gì bán dừa nước nhìn rất là ngon và hấp dẫn luôn. Do chỗ bán dừa nước hơi bị hẹp thành ra mình quyết định vô công viên Rắc Thánh Tây sát bên chỗ bán dừa nước á. Quay cho mọi người về cảm nhận ha. Đây là gì ly dừa nước với giá 15 ngàn đồng mình mới mua nè mọi người. Theo mình thấy thì Vĩnh Long này gần như là chỉ có một chỗ này bán dừa nước thôi á. Mọi người nhìn xem. Rất là hấp dẫn đúng không? Rồi sau đây ha, mình mời mọi người cùng thưởng thức ly dừa nước mà mình mới mua với giá 15 ngàn đồng nha. Xem cái mùi vị và chất lượng ra sao nha. Trước tiên là cái vị dừa nước á, rất là thơm. Cái nước á rất là mát và ngọt luôn. Theo mình được biết á thì cây dừa nước này á, phần nửa cái thân á nó sẽ mọc dưới bùn sình á. Chỉ có lá là trồi lên phía trên thôi. Cây dừa này á được trồng rất nhiều ở châu Á. Có tác dụng á rất là mát. Những trường và những người mà hay bị chảy máu cam á thì sẽ dùng cái dừa nước này thường xuyên á thì sẽ là rất là tốt cho sức khỏe. Mát quá mọi người. Rồi sau đây mời mọi người ăn cá dừa với mình nha. Nay quay một mình thì nó hơi bị cực. Mọi người xem. Rất là hấp dẫn đúng không? Nhiều luôn. Cái dừa nước này á, cái cá này á rất là khó mà lấy ra nha mọi người. Cái chỗ bán dừa nước cái dừa này á được tuyển chọn rất là kỹ. Cái miếng dừa á nó không có quá già mà nó cũng không có quá non mà đạt được cái độ mà vừa tới á, là rất là mềm và dẻo. Ăn rất là mát luôn rồi. Rất là ngon và tuyệt vời. Vậy là mình đã giới thiệu xong chỗ bán dừa nước của dì này. Theo như dì này nói thì đã bán trên 30 mấy năm rồi nha mọi người. Giá 15 ngàn đồng một ly. Gần đây luôn. Nếu mọi người có đi ngang đoạn đường Hưng Đạo Vương phường 1 á, gần đèn xanh đèn đỏ á, ngay chỗ cây xăng á, xéo xéo trường Hùng Vương á, thì hãy ghé và thưởng thức món dừa nước này nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người trong video sớm nhất. Bye bye.
iPhone tại Vĩnh Long đến ngay ufi.com, bảo hành mãi 12 tháng 1 đổi 1, bảo hành pin trọn đời.